Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Khoan, mình xin thông báo với các anh em ưu đãi độc quyền trong tháng này dành cho những anh em mua ạc trên shop fifavn.com. Anh em chỉ cần đọc code như đang hiển thị trên màn hình để được giảm hoặc hoàn trả ngay 30k cho ạc từ 400 đến 500k và giảm 20k cho ạc từ 300 đến 400k. Chi tiết liên hệ số Zalo 0818880000. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là bài review của Wayne Rooney, mùa giải Icon of Moment ở Meta hiện tại. Sau hơn nửa năm ra mắt, cũng đã trải qua nhiều đợt thay đổi, chỉnh sửa và nâng cấp về mặt gameplay, nhưng Rooney Icon of Moment vẫn giữ được sự đáng gờm. Với bộ chỉ số vừa đều vừa khủng, tiền đạo người Anh có thể thi đấu tốt ở mọi vị trí từ CM đổ lên. Có chỉ số tốc độ và tăng tốc đều là 120, cho Rooney một khoảng trống lớn ở trước mặt sẽ là sai lầm lớn với mọi hàng thủ. Anh sẽ tương đối dễ dàng để loại bỏ hậu vệ đối phương, cực thích hợp để anh em luôn cắm Rooney đợi phía trên để luôn sẵn sàng nhận đường chọc khe phản công từ đồng đội. Rooney sau đó có thể chờ đồng đội dâng lên hỗ trợ hoặc tự mình xoay sở dứt điểm ghi bàn nhờ vào khả năng rê dắt bóng xoay sở khá nhanh và dẻo của mình. Dù chỉ cao 1m76 nhưng cân nặng được 82kg và thể hình to, in game thể hình của Rooney cũng rất ổn áp để tranh chấp. Bên cạnh chỉ số sức mạnh và thăng bằng lần lượt lên đến 124 và 130, nên Rooney phiên bản Icon of Moment không chỉ nhanh mà còn khỏe, đòi hỏi các hậu vệ khi tiếp cận Rooney phải đủ khôn ngoan mới có thể giành lại được bóng, chứ không đơn giản chỉ cần dùng sức mạnh để tranh chấp. Về khả năng săn bàn vẫn bá đạo trên từng hạt gạo. Nếu Rooney có thời cơ dứt điểm thì đến 99,99% là cựu cầu thủ tưởng Anh sẽ sút cháy lưới đối thủ. Lực sút căng, độ hiểm cao và cả hai luôn được duy trì ở mức ổn định rất cao, nên anh em sẽ cực kỳ tự tin khi dùng Rooney để dứt điểm. Đã thấy cựu cầu thủ của Man United cầu thủ 2 chân 5 năm, nên em thoải mái lựa chọn tư thế và góc dứt điểm mà không cần bận tâm về chân thuận hay nghịch. Khả năng di chuyển không bóng và chọn vị trí của Rooney cũng miễn chê. Anh cũng tương đối tích cực chạy chỗ tách người để đón chờ những đường chọc khe W hay W cho mình. Còn nếu Rooney hơi lùi thấp thì đó là thời cơ để anh có thể kết liễu đối phương từ một cú sút từ xa. Với meta cần tốc độ và sút xa đã trở lại như hiện nay, Rooney Icon Moment đó là cực kỳ phù hợp với meta hiện tại. Điểm bất lợi hại nhất của Rooney đó là về mặt không chiến, nhưng đó là do anh không sở hữu chiều cao tốt, chứ nếu đối phương bỏ quên cầu thủ người Anh và để cho anh có cơ hội đánh đầu cũng sẽ là một sai lầm lớn. Về mặt chuyền bóng kiến tạo cũng không thể làm khó được Rooney. Anh là một trong những tiền đạo không chỉ sở hữu khả năng săn bàn mà còn có thể tham gia rất tốt vào quá trình luân chuyển bóng, xây dựng lối chơi cho đội nhà. Vì vậy nếu cần thiết, anh em vẫn hoàn toàn có thể kéo anh về vị trí CAM để làm bóng kiến tạo cho ông đội, cũng như thường xuyên có những cơ hội sút xa. Với bộ chỉ số chuyền chọt cực khủng so với những mùa giải trước của mình, những đường chuyền từ chân của Rooney đã tăng thêm tính sát thương một cách rõ rệt. Không ảo ma như những con hàng top đầu, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho đối phương và cũng không hề dễ để hậu vệ có thể cắt được. Tổng kết lại, đây không chỉ là một mùa giải toàn diện nhất của Rooney có được, mà đây còn là một trong những ST đáng để anh em đầu tư ở phiên bản Icon Moment, nhất là anh em đang chơi team MU hay tuyển Anh. Còn với những anh em ít tiền hơn đôi chút, theo mình việc cân đo đong đếm để nhét 4 bút lương của một Icon Moment không thể giao dịch được vào hai team Colo kể trên cũng hoàn toàn xứng đáng. Và trên đây là bài review của mình về Wayne Rooney phiên bản Icon Moment. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này, và nếu thấy hay hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.